Olympic là đấu trường mơ ước của bất kỳ vận động viên nào. Với chàng thiếu úy Công an Nhân dân Ngần Ngọc Nghĩa, được ví như vua tốc độ của Việt Nam cũng vậy. 25 tuổi, tham dự hai kỳ SEA Games, giành được 2 tấm huy chương bạc ở nội dung 200m, sở hữu 5 tấm huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc cùng 12 huy chương vàng giải vô địch quốc gia và đang giữ 4 kỷ lục quốc gia ở các cự ly chạy ngắn cá nhân cũng như tiếp sức. Năm 2024 sẽ là năm bản lề cho giấc mơ đổi màu huy chương SEA Games của Ngần Ngọc Nghĩa. Mạnh mẽ và quyết đoán trên đường chạy, Ngân Ngọc Nghĩa đang là vận động viên nam đầu tiên trong lịch sử của Điền Kinh Việt Nam vào tới vòng bán kết giải vô địch châu Á. Những ước mơ được đặt chân tới đấu trường Olympic vẫn luôn thôi thúc Ngân Ngọc Nghĩa không ngừng cố gắng. Cuộc trò chuyện của phóng viên chúng tôi với vua nước rút Việt Nam sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về khát vọng Olympic cũng như con đường thể thao mà Ngân Ngọc Nghĩa đang đi. Vào thời điểm hiện tại thì Ngân Ngọc Nghĩa được coi như là ông vua tốc độ ở Việt Nam. Trong tất cả các giải đấu, các cự ly chạy ngắn thì Ngân Ngọc Nghĩa đều tỏa sáng với những thành tích rất là tốt. Vậy thì em có thể chia sẻ cái con đường em đến với Điền Kinh và cái cơ duyên nào đưa em đến với cái nội dung chạy ngắn tốc độ? Ngày 26 tháng 3 năm 2015 thì em có đi thi giải học sinh truyền thống của tỉnh Sơn La và được thầy Nguyễn Văn Hoàng thấy có lên và gặp em và tuyển em xuống. Và bắt đầu từ mùng 1 tháng 6 2015 là em bắt đầu vào tập thể thao chuyên nghiệp. Ông em là có hạ sinh được 6 người con và trong các chú và các cô của em là đều là những người chơi thể thao phong trào ạ. Cả bố em cũng chơi thể thao phong trào và lúc em nhận được tin là em xuống đội Điền Kinh Công an tập thì gia đình cũng rất ủng hộ và động viên em là tập luyện và thi đấu càng ngày càng cố gắng hơn. Thể thao là cũng là niềm đam mê của em từ bé. Tập luyện thì rất là gian khổ nhưng mà khi thi đấu các nội dung chạy ngắn ấy thì nó chỉ diễn ra trong tích tắc thôi. Vậy thì ở cái nội dung chạy ngắn tốc độ ấy thì nó có những cái khó khăn gì? Vận động viên chạy ngắn nhưng mà em lại hơi xuất phát kém. Nên là đôi lúc là gặp những đối thủ và những cái trận đấu mà gặp cái vận động viên khác là người ta xuất phát tốt hơn thì em cũng có một tâm lý và đến bây giờ em cũng chưa cải thiện được, nhưng mà mình sẽ bù lại là ở đoạn giữa và đoạn cuối của mình sẽ mình cố gắng. Và một khi đã vào thi đấu thì em là một người quyết tâm, là đã vào cuộc chơi thì mình phải cố gắng quyết tâm, là mình cũng phải có huy chương về cho bản thân mình và về cho bộ môn. Vì em là cũng chưa học hỏi được nhiều về cái động tác xuất phát mà em cũng sẽ cần cố gắng trong một vài năm tới sẽ cải thiện được cái xuất phát của mình để thành tích của mình có thể tốt hơn nữa. Chạy ngắn ấy, bây giờ luật Điền Kinh người ta quy định là nếu mình xuất phát lỗi thì là mình sẽ bị loại ngay ấy. Thì tức là mình phải chuẩn bị cái tâm lý như thế nào cho cái giây phút mà súng phát lệnh? Là đã vào bàn đạp rồi thì mình phải tập trung lắng nghe và có hiệu lệnh của trọng tài thì mình dùng sức của mình để mình đạp ra. Cũng rất may mắn cho em là từ lúc em bắt đầu thi đấu đến thời điểm này là em cũng chưa phạm quy một lần nào. Mới đây thì Nghĩa có một cái khóa ở Mỹ, cứ tạm coi là một cái học bổng của Ủy ban Olympic đi. Thì cái chuyến đi Mỹ đây nó đã cho em những cái trải nghiệm gì? Sau chuyến đi tập huấn ở Mỹ về thì em cũng học hỏi được nhiều điều. Đầu tiên là về chuyên môn, về dinh dưỡng và về những cái bài tập mà của nước Mỹ người ta giao cho. Và cũng học từ những chuyến đi đấy là em cũng học hỏi được, thì cũng mong rằng là những một vài năm sau thì em cũng sẽ cải thiện được những cái mà em còn đang hạn chế để có thể thành tích của mình tốt hơn nữa. Thời điểm này thì cái giải đấu nào cũng như cái tấm huy chương nào mà Nghĩa cảm thấy ấn tượng nhất? Tính đến thời điểm này, cái huy chương vàng 100m đại hội năm 2018 ạ, là lần đầu tiên là em phá kỷ lục quốc gia 10 giây 47 là tấm huy chương, là em đến giờ em vẫn tâm đắc nhất vì lúc đó là cũng mới tập luyện và thi đấu và được giành được huy chương mà còn phá kỷ lục đại hội và phá kỷ lục quốc gia thì em cũng rất là vui mừng. Và từ đó là sự nghiệp thể thao của em là đang phát triển dần dần. Trong các cuộc thi thì khi về đích thì Nghĩa thường có những cái động tác ăn mừng nó rất là bùng nổ và rất là cảm xúc. Vậy thì cái phong cách đấy là em có học của ai không hay là tự em? Về đích rồi và biết mình được giành được huy chương là mình em có những cái tiếng hét nên là đấy là để giải tỏa cái cảm xúc của mình chứ không phải là để mà khiêu khích hay là gì cả. Ấn tượng nhất của em cũng chính ở đại hội 2018 ạ, được cái phá kỷ lục 100m và em chạy về và em có ôm
anh Duy, anh quản lý bộ môn của đội. Đến màn ăn mừng em cũng nhớ đến thời điểm bây giờ. Thần tượng của em là ai và em học hỏi được gì từ thần tượng của mình? Vâng, thần tượng của em là anh John Hamblick, người Jamaica chạy ngắn. Ước mơ của em đầu tiên là đến SEA Games 2025 sẽ đổi màu huy chương và tiến xa hơn nữa là ASEAN và được đi tham dự Olympic. Bản thân em sẽ cố gắng tập luyện để mình có thể cải thiện tốt hơn nữa thành tích của mình, và cũng mong rằng là trong một vài năm tới nữa thì bản thân em và trong các thầy cũng sẽ có những cái điều chỉnh để em có thể là đạt được những cái chỉ số mà tốt nhất, mà được đi tham gia Olympic là cũng mơ ước của bao nhiêu vận động viên. Năm 2024 em mong rằng sẽ là tập luyện, cố gắng tập luyện và thi đấu, là trong năm 2024 sẽ cải thiện được thành tích của mình tốt hơn nữa để lấy cái bàn đạp cho SEA Games 2025 ở Thái Lan là nằm trong top huy chương.